Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bánh gai truyền thống nhé. Đây là một món ăn đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ ở Việt Nam. Nó là một món ăn truyền thống và được làm vào dịp Tết cổ truyền. Bánh gai thì ở đây được làm mà bằng lá gai nhé, và bột lép và đậu xanh. Lá gai thì khi mà các bạn có thể dùng lá gai tươi hoặc lá gai khô mình đã phơi như này. Sau đó mình bỏ cái gân ở dọc sống đi, để khi mà mình làm bánh thì bánh của mình nó sẽ không bị có cái lá dài á, sống dài ấy, nó sẽ ngon hơn. Và sau đó mình rửa sạch lại lá gai thêm, rồi sau đó mình mới mang đi mình trần với nước nóng và gừng để cho lá gai của mình mềm đi, rồi sau đó mình mang đi xay lá gai với nước và cho vào trộn với bột nhé. Các bạn cứ cho theo cái tỷ lệ là nhé. Ở đây là bột thì mình dùng một gói này khoảng 400 gram này, và lá gai đây mình dùng khoảng, ở đây mình dùng lá gai khô này khoảng 150 gram lá gai khô. Sau đó mình rửa sạch rồi mình đi luộc qua, sau đó với một chút gừng, rồi sau đó mình đi xay nhuyễn với một ít nước và sẽ cho vào trộn với bánh. Các bạn cứ trộn từ từ nhé, đến khi mà thấy bột mà nó vẫn còn khô thì lúc đấy mình mới cho thêm nước lá gai luộc vào nhé. Và khi mà trộn trộn cùng với vỏ bánh này là bột lép này, thì các bạn sẽ cho mình này một chút muối, một chút xíu đó, với 2 đến 3 thìa đường thì ăn phở, tùy theo các bạn ăn ngọt đến đâu của cái vỏ, và thêm 2 thìa dầu ăn vào để trộn cùng. Khi trộn như này mà các bạn dùng tay chúng ta trộn nhé, mình cảm thấy bột mà nó mịn như này rồi và nó sẽ không bị dính tay nữa rồi, thì mình không cần phải cho thêm bột hay cho thêm nước nữa vào. Nhớ là ban đầu chỉ cần cho cái phần nước đặc của lá gai xay vào thôi, đừng cho nhiều nước vì nó sẽ làm nhão bột đấy. Rồi còn sau đó mình sẽ đi đậu xanh, mình sẽ mang đi mình lấu. Đậu xanh ở đây thì mình sẽ ngâm khoảng 3 đến 4 tiếng, sau đó mình mang đi mình nấu nhé. Đây mình không hấp, mình nấu, mình chỉ cần cho nước nó xâm xấp sau mình nấu. Nấu đến khi nước nó cạn thì đậu xanh cũng sẽ chín nhé, vì mình ngâm đậu xanh rồi mà. Và khi nấu thì các bạn có thể cho một chút xíu muối cho cái nhân đậu xanh của chúng ta nó đậm đà hơn nhé. Và khi nấu như thế này thì nhớ hớt một chút bọt đi để cho cái đậu xanh của chúng ta nó sẽ ngon hơn. Khi mà nó chín nó bở rồi thì chúng ta sẽ cho thêm dừa và đường vào để làm cho cái nhân của chúng ta nó vừa thơm nó lại vừa ngọt nhé. Tùy theo khẩu vị mà chúng ta cho nhiều hay ít đường. Ở đây đậu xanh mình cũng chỉ dùng khoảng 100 g đậu xanh, sau đó mình sẽ ngâm lên để cho đậu xanh nó mềm và nó sẽ nở ra, rồi mình sẽ dùng khoảng 20 đến 30 g dừa nạo thôi, khoảng 2 đến 3 thìa đường, một chút dầu ăn và một chút xíu muối, là mình sẽ trộn được cái nhân này lên. Các bạn nhớ trộn là khi mà cái nhân nó vẫn còn nóng như này thì để cho gia vị, các loại gia vị, các loại hỗn hợp này nó hòa quyện được với nhau nhé, và dầm nát đi để cho cái đậu xanh của chúng ta nó quyện lại ấy. Xong mình sẽ để nguội bớt rồi mình mới đi ve viên nhé, để làm nhân nhé. Cách làm bánh gai truyền thống này thì nếu các bạn làm theo cái công thức này, mình đảm bảo ăn bánh cũng cực kỳ ngon nhé. Và các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình là cái lá để gói, là lá chuối khô nhé. Sau đó các bạn lau rửa sạch đi, sau đó mình gói 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 xong mình cần phải đi hấp mà. Nhưng lá chuối khô thì nhìn bánh nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ nó nguội bớt thì mình sẽ đi làm nhân. Đây, khi nó nguội bớt rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị một chút dầu ăn bên cạnh để mình xoa vào tay để mình làm nhân nhé, cho nó dễ nhé. Và khi mà xong rồi thì cũng chúng ta vẫn xoa một chút dầu tay vào tay để chúng ta làm vỏ. Vỏ thì chúng ta, mình thì thường thường vỏ mình sẽ cho to hơn một chút xíu vì mình thích ăn cái vỏ hơn. Còn bạn nào thích ăn nhân vỏ bằng nhau hoặc là nhân nhiều hơn thì các bạn dàn mỏng cái vỏ đi để mình cho nhân nhiều hơn nhé. Ở đây vỏ thì thường 10, nhân thì 8. À, vỏ thì 10, nhân thì 8 nhé. Chia như ra như vậy. Đấy, chia đều ra để những cái bánh của chúng ta nó đều nhé. Và cái bánh gai truyền thống này ấy, thì bảo là rất là ngon và vị ngọt nó thanh vừa phải thôi mà có mùi lá gai nó rất là ngon. Ở đây thì là vị mặn nhé các bạn nhé, bánh gai này thì thường thường là làm vị mặn nhé, và là không thể thiếu được vừng. Khi mà làm bánh xong, ve viên xong như này xong rồi thì mình sẽ cho một chút vừng nhân ở trong mà. Đấy, cho chút vừng này.
Đấy. Nên bên ngoài hai mặt nhé, là mình có được cái phần bánh và bây giờ mình mang đi gói thôi. Bạn cho nhân vào giữa, sau đó ve lại như này thành những cái bánh như này nhé, rồi vừng rang sẵn rồi đấy, và mình sẽ cho vào mình gói là được. Cho một chút dầu ăn vào rồi sau chúng đó ta sẽ gói nhé, sẽ gói bánh lại lại để cho khi mà mình bóc ấy thì bánh của mình nó dễ bóc ấy, nó không bị dính ấy, và cái vỏ ấy làm cẩn thận đấy các bạn, cứ làm như vậy nhìn cho mình nhé. Đây các bạn vào gói các bạn biết đều hai cái đầu của nó rồi gấp trở lại nhé, là mình sẽ có được cái phần bánh cực ngon luôn. Bạn cũng có thể cắt cái lá này đi bớt nếu mà nó nhiều quá, còn cứ để nhiều lá này khi gói thì và khi bảo quản ấy nó sẽ được lâu hơn ấy. Mình có thể nếu nhiều lá có thể thêm cái lớp lá nữa thì càng tốt nhé. Và sau đó dùng dây dây thì dùng luôn dây chuối ấy. Cái thân cây chuối nó khô ấy thì chúng ta buộc nhé, rồi mang đi hấp cách thủy. Những cái nguyên liệu này và những cái bánh nhỏ như này thì mình sẽ hấp khoảng 25 đến 30 phút tính từ lúc nước sôi nhé, là bánh sẽ chín nhé. Đây là thành phẩm khi làm xong này. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái nồi nước sôi lên rồi cho vào chúng ta hấp nhé. Hấp với số lượng bánh khá nhiều như này thì mình sẽ hấp khoảng 30 phút. Hấp xong rồi mình sẽ cho ra cái rổ cho nó nguội, thì lúc đấy mình bóc ra thì bánh nó sẽ rắn và nó ngon hơn nhé. Đây là cách chia sẻ cách làm bánh gai của nhà mình, làm theo cách truyền thống ấy. Nếu các bạn thích thì có thể làm cho gia đình chúng ta, nhất là vào những ngày giỗ Tết các thứ, vì lúc đấy đông người ấy, thì chúng ta làm nó rất là vui, vừa có không khí truyền thống ấy, vừa được thưởng thức những món ăn quê nhà bằng cách tự tay làm ấy. Bây giờ xong rồi mình sẽ vớt bánh ra và thưởng thức thôi. Nhưng nhớ nguội thì chúng ta ăn nhé, thì bánh nó sẽ ngon hơn, nó sẽ cứng bánh, rắn bánh ngon hơn. Cái vị của lá gai bên trong lại có dừa thơm và ngọt ngọt bùi bùi của nhân đậu xanh, cực kỳ ngon và hấp dẫn. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình và đừng quên đăng ký kênh nhé. Đây là khi thành phẩm khi xong mình sẽ đi thưởng thức nhé. Còn nếu các bạn muốn cái vừng này nó màu nó đẹp hơn ấy, thì khi hấp xong như này thì mình mới cho vừng lên nhé, thì vừng nó sẽ màu nó sẽ đẹp hơn nhé. Còn đây là mình làm như này thì cái vừng cái màu của nó sẽ không được đẹp lắm, nhưng ăn cũng vẫn rất là ngon. Lá gai nhiều hơn thì màu sắc sắc của bánh gai thì nó sẽ đậm hơn, tùy theo nhà các bạn ăn nhiều hay ít lá gai mà các bạn cho nhé. Như này là mình đã làm xong rồi đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.